Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là mình sẽ giới thiệu với cả nhà một dòng sản phẩm trà giảm cân của Heda. Trà giảm cân của Heda thì có hai loại. Thứ nhất là một loại là trà gạo lứt của Heda. Cái dòng trà gạo lứt của Heda này thì các bạn có một cái đặc điểm, ưu điểm cực kỳ rất tốt, đó là các bạn hoàn toàn yên tâm là rất chi an toàn cho trẻ nhỏ từ 6 tuổi nhé. Từ 6 tuổi, các bạn nhớ rằng là từ 6 tuổi thì cái chất lượng trà rất chi là an toàn, cái độ tự nhiên, thành phần tự nhiên của nó rất chi là cao. Cái thứ hai tức là trà Heda Fruit. Trà Heda Fruit thì trong một hộp trà này sẽ có 15 quả nhỏ và mỗi hộp quả nhỏ là 2 viên. Rất thuận tiện cho những bạn mà công sở, văn phòng hay là những bạn bận bịu sáng ra mình không có thời gian để pha trà. Thì trong này có 2 viên sáng rồi các bạn mang đi và các bạn chỉ được uống thôi nhé. Sản phẩm của Lành bán thì Lành cam kết với mọi người rằng là hoàn toàn chiết xuất từ tự nhiên. Bởi vì sao Lành có một cái thẻ bảo phiếu bảo hành sản phẩm là trị giá là 100 triệu, tặng ngay 100 triệu cho khách hàng nào nhé mà phát hiện ra sản phẩm trong đó có chứa chất cấm, chất cấm của Bộ Y tế. Thì cái điều đó thôi đã chứng tỏ rằng cái chất lượng trà của Lành bán cực kỳ là tốt. Thì đối với những bạn mà dễ giảm cân thì chỉ trong vòng khoảng độ mấy ngày thôi là các bạn giảm từ 2 đến 4 cân rồi. Cái ưu điểm của trà này tức là các bạn mỡ vùng nào các bạn sẽ giảm vùng đó. Ví dụ như là với vai to này, bụng to, mông to các bạn cần giảm thì những khu vực nào thừa mỡ thì sẽ giảm mỡ trên vùng đó nhé. Cái chất lượng trà uống thì các bạn nên nhớ rằng là các bạn uống rất dễ luôn. Buổi sáng ra đối với trà gạo lứt của Heda, đúng không? Trà gạo lứt của Heda đây, mình sẽ giới thiệu với mọi người đây là trà gạo lứt của Heda này. Trà gạo lứt của Heda này thì trong đó có 14 gói nhỏ như thế này nhá. Thành phần chủ yếu của nó cũng hoàn toàn là tự nhiên, nhưng mà thành phần chủ yếu của nó là gạo lứt và đỗ đen. Vì vậy là các bạn rất căng thẳng buổi sáng, mình thì hay đun theo phương pháp như thế này, tức là mình sẽ xé một gói nhỏ này ra và mình đổ vào bình ấm siêu tốc và mình đun ấm siêu tốc. Khi mà sủi rồi thì mình sẽ để một lúc để đó mình sẽ bật lại nước thứ hai để tất cả những cái tinh chất trong trà này sẽ chiết xuất hết ra, và sau đó các bạn sẽ chắc cái chai và các bạn mang đi uống, coi như là mình uống thay nước lọc. Một gói trà này thì sẽ nấu với 2 lít nước. Thì chỉ tiêu của chúng ta là một ngày chúng ta sẽ uống 2 lít nước mà. Vì vậy là các bạn sẽ pha một gói trà với 2 lít nước. Như nhà mình thì có mình là chồng mình uống và con hơn trai của mình uống. Bởi vì con trai mình năm nay lớp 6 nhưng mà bé cũng 52 cân, rất là lo cho bộ tiện là thừa cân ấy. Thì mình mới cho bé như mình uống. Và mình cảm thấy là bé là mình cũng rất chưa là thích thú. Mới đầu là không thích thú lắm đâu, nhưng bây giờ là cảm thấy rất thích thú. Rất chưa là thích thú. Cái hương vị của trà lúc này thì nó gần giống với hương vị gạo rang của Hàn Quốc. Các bạn làm bạn thử uống nước gạo rang của Hàn Quốc rồi thì các bạn uống nó rất là dễ nhé. Nếu như bạn nào mà muốn thử và muốn hoặc là muốn trải nghiệm cái sản phẩm của mình thì liên hệ với mình qua số điện thoại hotline là 0987121983 và Max inbox của mình qua Messenger hoặc là Max. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới video của mình. Chúc mọi người ngày mới tràn đầy năng lượng.